Ok, và xin chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Đó, và hôm nay thì mình sẽ trở lại với cái chuyên mục đó chính là khui hàng và review đồ chơi với lại lọng đồ cho hamster cho các bạn xem nha. Ok, thì nói chung là kỳ này thì mình chỉ về thêm thức ăn nè. Đấy, và một bao mùng cưa và đồ chơi lọng đồ các kiểu luôn. Và các bạn cần mua gì thì có thể ghé bên trang fanpage của mình để ủng hộ và để có mình có thêm một tí chi phí để mà làm thêm video cho các bạn xem nha. Ok, rồi và bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Thì mình sẽ review cái thùng đồ chơi này trước. Vì nãy mình lấy về thì mình đã có khui hàng ra để mà kiểm tra trước rồi. Đây, đây là cái lồng USO nè các bạn. Đó, USO nè, đấy. Và cái lồng này thì là cái mẫu mới trong cái đợt hàng này của mình nha. Và mình sẽ khui cái hộp này ra thử cho các bạn xem và review nha. Đây mình có lấy ra thử một cái nè. Đây, thì cái kiểu nó sẽ tròn như thế này, tròn nhỏ như thế này. Thì trong này thì nó sẽ như thế này và nó có tặng cho mình một cái bình nước luôn. Đó, bình nước chân không nha. Và ở trên thì nó sẽ có một cái quai sách như thế này giúp các bạn có thể sách hamster đi vận chuyển các kiểu luôn. Đặc biệt là các bạn có thể vận chuyển vào buổi trưa cũng được. Thì trên này thì nó có những cái lỗ thoát khí nè. Đó, rất là ok luôn nha. Đấy, ở phía trên thì nó vẫn có một cái chốt khóa nhỏ ở trên luôn giúp hamster của bạn nó không có trốn ra được. Đấy, thì cái lồng này thì nó sẽ tặng cho mình một cái bình nước như thế này. Đấy, bình nước chân không. Và các bạn có thể nuôi để trong đây khoảng hai bé. Đấy, hai bé dòng Winter Wild nhỏ nhỏ rồi đó thì rất là ok. Còn bé bia mà các bạn muốn vận chuyển thì có thể để một bé cũng ok. Đấy, rồi thì ở phía cái đế này thì nó có thể tháo ra luôn nha các bạn. Đây mình nó sẽ có cái chốt ở đây nè. Đó, các bạn chỉ cần đẩy nó lên. Đấy, nó có ba chốt nha. Rồi và sau khi các bạn tháo ba cái chốt ra thì nó sẽ cái đế nó sẽ rời ra như thế này. Đấy, giúp các bạn rất là dễ dàng trong việc vệ sinh luôn. Đấy, mẫu lồng này mình thấy rất là ok, rất là thú vị luôn. Rồi và ở trong thùng này thì mình có về thêm nhà bằng sứ nha các bạn. Đây là mẫu nhà ếch bằng sứ nè. Đấy, thì cái mẫu nhà ếch này thì kỳ này thì giá nó sẽ rẻ hơn mấy kỳ trước nha các bạn. Thì nó sẽ có giá khoảng 54-55 ngàn một chiếc như thế này nha. Nó bằng với cái mẫu nhà gấu luôn. Đấy, ok, màu xanh nè, cái này là màu xanh. Đó, nhà sứ thì nói chung là các bạn mua một lần xài rất là bền luôn. Các bạn rất là dễ mà vệ sinh. Đấy, các bạn kỹ một tí, đừng có để cho nó rớt, là xài rất là bền. Hamster nó cắn cũng không có hư hỏng nhiều như là nhà gỗ đâu. Đó, ok, mình có về thêm màu hồng, màu vàng, đồ các thứ các kiểu luôn nè. Đó, rồi và bây giờ mình sẽ lấy mấy cái này ra bớt đi và mình sẽ review cái mẫu nhà gấu cho các bạn xem nha. Nhà gấu bằng sứ, đây, đây là cái mẫu nhà gấu bằng sứ nè. Đó, đây. Thì cái mẫu này mình đã review nhiều cho các bạn xem rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay sẵn về thì mình cho các bạn xem lại cho những bạn nào mà mới vào kênh mình sau á, các bạn có thể biết nha. Đây là nhà mẫu nhà gấu bằng sứ luôn. Đấy, thì nó cũng là 54-55 ngàn một chiếc như thế này. Đấy, dành cho mấy dòng con chuột nhỏ thôi nha các bạn. Đó, về hình như là mình về 10 cái hay gì đó. Và bên này là xích đu nha các bạn. Xích đu có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn cho nên là hôm nay mình lấy thêm về. Đấy, xích đu bằng gỗ như thế này, các bạn có thể để vào những cái lồng mica hoặc là lồng của bạn rộng á, các bạn có thể để vào cho các bé vào lên chơi. Và nó tuy là nó bằng gỗ mà các bạn, cho nên là các bạn có thể tận dụng để làm đồ mài răng luôn cũng rất là ok. Đó, đó, xích đu rất là đẹp luôn. Đấy, đó, thì giá xích đu kỳ này thì nó cũng khá là mềm thôi. Đó, và đây là cái mẫu nhà mini bằng gỗ nè. Đấy, giá thì 28 ngàn cái nhỏ như thế này. Đấy, thì kỳ này thì người ta gửi cho mình có ở đây có mấy cái xích đu nó bị gãy nè các bạn. Đó, thì nói chung á là gửi đồ đi gỗ mà đi xa thì nó không có tránh khỏi cái trường hợp mà gãy đâu. Đấy, sao cái này thì mình có thể dán keo gắn sắt lại thì nó rất là bình thường, nó rất là chắc chắn luôn. Đây là nhà gỗ mini. Đó, rất là nhiều luôn, các bạn cần mua nhà gỗ mini nhỏ nhỏ như thế này cho các bé hamster của nhà cùng các bạn chơi thì các bạn có thể ghé ủng hộ mình để mình có thêm chi phí để làm video nha. Đấy, chứ thôi không có chi phí là không có làm được video nữa đâu đó. Ok, đấy, nói chơi thôi chứ mà nếu như mà các bạn ủng hộ mình ít đó thì mình cũng cố gắng làm một tuần hai hoặc là ba cái video cho các bạn xem. Và ủng hộ nhiều thì mình càng có động lực để làm video để cho các bạn xem thôi. Đấy, thì đây là một cái nắp lưới đó để mà có thể gáp cho cái lồng này. Đây là cái lồng lồng gì mình, lồng gato nha các bạn. Đây mình có một cái mình lắp sẵn cho các bạn xem nè. Đó, nó giống như kiểu như vậy luôn. Đó, khá là rộng, các bạn có thể nuôi được hai bé bia nhưng mà cái màu nó khác nhau nha. Cái này cái mẫu màu xanh biển. Đấy, chiều dài nó thì cũng bằng nhau thôi, kích thước thì cũng một thứ thôi nhưng mà nó khác màu. Đó,
Cái này á thì ý ra là mình không có đặt đâu, nhưng mà có khách đặt á, cho nên là mình lấy về một cái thôi, lấy giùm người ta á. Đây là cái lồng ngũ sắc nè. Đấy, lồng ngũ sắc á thì nói chung á là các bạn có thể nuôi được hai bé dòng Winter Wild nhỏ nhỏ rất là ok luôn nha. Và nó cũng có nguyên một combo luôn, như là bình nước, chén ăn và well như thế này. Đấy, lồng thì nói chung là nắp đồ có khóa rất là an toàn luôn, các bạn cứ yên tâm nha. Đấy, rồi đế thì nó cũng có thể tháo ra. Đây bộ combo nó nè các bạn. Đó, combo này thì nói chung á là các bạn mua hamster về, mua mùng cưa và thức ăn nữa là đủ rồi, là đủ nuôi một cặp rồi. Đấy, đây có mẫu màu hồng cho những bạn nữ nè. Đấy, và trong này thì đây là những cái mẫu lồng ngũ sắc tiếp theo nè. Đấy, nhưng mà màu cam khác màu một tí thôi. Còn đây là cái mẫu lồng nấm nha các bạn. Đấy, mẫu lồng nấm thì nói chung các bạn cũng biết rõ rồi. Đấy, các bạn có thể nuôi hai bé là một cặp hamster là vừa nha. Chứ các bạn nuôi nhiều nữa thì có khi là nó bị chật. Chật thì dẫn đến là hamster của các bạn nó có thể là nó khó chịu á, và nó dẫn đến là cái việc tình trạng là cắn nhau. Đó các bạn, những cái lồng này thì các bạn nên nuôi hai bé thôi. Đấy, và nói chung thì nó cũng có nhà nè, cái lồng nấm á, thì nó có nhà nữa. À đây là cái lồng tuyết nha các bạn. Đấy, mẫu mới luôn. Thì vài hôm nữa mình sẽ review thêm cái mẫu lồng này cho các bạn xem kỹ hơn. Đấy, thì những mẫu lồng này thì nó sẽ có thêm một cái nhà ở trên và cầu tuột nè. Đó, và chén ăn bình nước thì nó có đủ luôn rồi. Đó, các bạn chỉ cần mua về và nuôi thôi. Đó, rất là tiện luôn, các bạn không cần mua gì thêm nữa. Đó, ok. Còn đây là những cái nắp sắt nè, để có thể ráp vào. Thì nói chung là những cái lồng sắt này thì cái cửa của nó là nó có sẵn cái khóa móc rồi. Các bạn chỉ cần đẩy xuống là nó tự động khóa rồi, cho nên là rất là an toàn, các bạn không sợ hamster của các bạn nó có thể trốn thoát và là mèo chuột sẽ vào cắn hamster của bạn nha. Đây là những cái mảnh vụn nên tí mình sẽ ráp lại. Ok, rồi thùng này đã hết rồi, và mình sẽ qua review hai cái bao này cho các bạn xem. Và đây là cái túi thức ăn huyền thoại. Đó, thì nói chung là cái loại thức ăn này là mình đã bán hình như là cũng được đâu khoảng là 3 năm. Đấy, khoảng 3 năm rồi đó. Thì nói chung là mình bán một cái loại thức ăn này thôi, và cái gọi là người ta trộn thì nó cũng vậy thôi. Đó, và mình bán khoảng 3 năm rồi, và nói chung là rất là nhiều bạn ủng hộ luôn. Và hamster của bạn ăn thì nói chung là không có ai mà nói là nó có vấn đề gì hết. Đó, thì đây là cái mẫu thức ăn huyền thoại nè. Đó, thì giá là mình đã nói rất là nhiều cái video cho bạn xem rồi. Thì nó chỉ 28 ngàn một bịch như thế này. Đấy, một bịch nửa ký như thế này thôi. Đấy, và nó có tất cả các loại hạt nè. Đấy, hạt đậu, cơm, đồ các thứ các kiểu luôn. Và đặc biệt là nó không có sâu. Nó không có sâu với lại mè đen nha các bạn. Tại vì hai cái đó thì nó hay bị có kiến á, cho nên là mình không có trộn chung vào đây luôn. Đó, và rất là nhiều nè. Đấy, một bao là toàn thức ăn không. Các bạn nào mà muốn hamster của bạn mập á thì các bạn mua một bịch cho nó ăn thử đi nha. Chỉ có 28 ngàn thôi à. Đấy, rồi bên này là mùng cưa nha. Và bây giờ mình sẽ tháo cái bao mùng cưa này cho các bạn xem nha. Đây các bạn. Đấy, thì ở trong bao mùng cưa này thì mình còn sẽ có lấy thêm về là một ký sâu nha. Đấy, một bịch như thế là nửa ký. Đây là loại sâu nhỏ nè. Đó, và hai bịch là một ký. Và mình sẽ phân ra những bịch nhỏ để bán cho các bạn dễ mua nha. Đấy, một bịch sâu như thế này rất là đẹp luôn. Sâu rất là đẹp luôn nha. Và sâu khô nha các bạn. Sâu này dành cho hamster ăn luôn nha. Và hamster ăn thì nó rất là bình thường và bổ sung chất dinh dưỡng cho các bé rất là nhiều. Đấy, các bạn nào hamster của bạn nào có bầu á thì các bạn mua loại này cho nó ăn. Và đây là loại sâu dừa nè. Đấy, sâu lớn hơn loại kia một tí nè. Đấy, ok. Đấy, thì mình sâu này thì mình lấy về nửa ký nha. Đấy, sâu rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn như các bạn thấy đó. Và cái này cũng là sâu khô luôn, người ta sấy khô như thế này rồi, các bạn chỉ về để vào chén cho nó ăn thôi. Và các bạn để sâu thì cho một lượng vừa đủ thôi nha, đừng có để nhiều quá nó bị dư thì kiến nó sẽ lên đó. Và đây là mùng cưa thơm nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn review mùng cưa thơm lại cho các bạn xem luôn. Đấy, thì mùng cưa thơm này đặc điểm của nó là bên trong của mùng cưa thì người ta sẽ có tẩm một ít mùi thơm nhẹ thôi, chứ không có gắt như là các tấm đâu. Đấy, mùi thơm nhẹ thôi đó. Và mùng cưa thì nói chung là khá là đẹp. Đấy, bụi thì nói chung là nó vẫn có bụi nha các bạn, chứ không phải là không có đâu. Tại vì mùng cưa mà, đã nói là mùng cưa thì nó phải có bụi thôi. Đó, và một bao là mùng cưa, một bao là thức ăn. Và hôm nay thì mình về thêm lồng với lại đồ chơi luôn nè. Đấy, chủ yếu là lồng, đồ chơi, mùng cưa và thức ăn. Đấy, rồi ok, và video của mình chắc tới đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Và ủng hộ mình thật là nhanh để mình được 6.000 sub đầu tiên nha. Và
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây để mình quay cái nhà mình nè. Đó, nhà mình thì nói chung á là mình bán hàng á là mình bán tại nhà luôn. Đấy, tại nhà mình luôn. Đây, shop của mình trong đây. Đó, mình làm một cái kệ để trong nhà mình như thế này. Đấy, để mà bán hàng cho các bạn cũng như là gửi cho các bạn đi xa luôn. Đó, gửi đi xa thì mình sẽ gửi bên bưu điện hoặc là gửi xe cho các bạn nha. Ok. Rồi, đồ thì nói chung mà nó cũng nhiêu đây thôi à. Đấy. Về thì chủ yếu là thức ăn đồ cho các bạn mua thôi, và sắp tới thì mình sẽ về các sang rồi nữa đấy, còn các sang nữa mà người ta chưa gửi cho mình về các sang mình sẽ review các sang để cho các bạn xem nha. Ok rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, rất mong là các bạn sẽ ủng hộ video những video tiếp 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 theo của mình đấy nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.